Chúng ta thường nghe nói nhiều đến sỏi thận, sỏi mật, còn sỏi gan thì còn khá ít người biết về thông tin về loại bệnh này. Sỏi gan thực chất là sỏi được hình thành bên trong gan. Sỏi thường xuất hiện tại những ống dẫn mật hoặc là những ống trong lá gan. Vậy điều trị sỏi gan như thế nào? Thì ở video này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số cây thuốc nam chữa bệnh sỏi gan hiệu quả. Nguyên nhân gây sỏi gan thì theo vinmec.com, bệnh sỏi gan được hình thành do nhiều nguyên nhân, nhưng phổ biến nhất vẫn là do viêm ống dẫn mật, do vi khuẩn xâm nhập vào gan gây viêm nhiễm, do béo phì, xơ gan, viêm gan B. Về cơ bản thì các vị thuốc loại mật điều trị sỏi đường mật thì đều tốt cho những bệnh nhân về sỏi gan. Bởi như đã giải thích ở trên thì sỏi gan thực chất là sỏi hình thành bên trong ống dẫn mật. Những cây thuốc có công dụng điều trị bệnh sỏi gan tốt nhất hiện nay là những vị thuốc như sau. Thứ nhất là cây đau mèo. Cây đau mèo là một vị thuốc dân gian điều trị bệnh về chức năng thận, mật rất là thông dụng trong nhân dân. Ngoài việc sử dụng để điều trị bệnh sỏi thận, sỏi túi mật thì cây đau mèo cũng có tác dụng điều trị bệnh sỏi gan cũng rất là hiệu quả. Đây là một trong những cây thuốc nam có tác dụng là điều trị bệnh sỏi gan, thường được thấy trong những thang thuốc cổ truyền. Dùng cây đau mèo để điều trị sỏi gan thì cũng rất là đơn giản bằng cách là sắc nước uống hàng ngày. Chúng ta cũng có thể sử dụng độc vị cây đau mèo hoặc là kết hợp với những vị thuốc như là rau ngô, mã đề hoặc là kim tiền thảo. Vị thuốc thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là cây kim tiền thảo. Kim tiền thảo thì nổi tiếng với tác dụng là điều trị bệnh sỏi thận, giúp tan sỏi thận, là vị thuốc quen thuộc trong các thang thuốc điều trị về sỏi thận. Không chỉ vậy mà kim tiền thảo còn có tác dụng làm mềm các viên sỏi trong gan và đường mật. Vì vậy, vị thuốc này cũng không thể thiếu trong các thang thuốc điều trị bệnh sỏi gan. Sử dụng kim tiền thảo để điều trị bệnh sỏi gan thì chúng ta cũng cần kết hợp với những vị thuốc như là cây đau mèo, nghệ vàng, rau ngô. Có thể uống thay nước hàng ngày. Đây là hai vị thuốc mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn về điều trị bệnh sỏi gan rất là hiệu quả. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline bên dưới để được nhân viên hỗ trợ thêm ạ.